Theo anh chị và các bạn thì thị trường bất động sản của Việt Nam sẽ diễn ra như thế nào trong 5 năm tới? Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn hiểu đã và đang đặt ra với Thắng ơi gửi qua mail cũng như là inbox với Thắng để tham khảo ý kiến của nhóm Thắng ơi về việc đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam trong 5 năm tới như thế nào. Thì sau đây thì chúng tôi xin được uh, trao đổi chia sẻ và làm rõ với anh chị và các bạn trong cái video chia sẻ ngày hôm nay. coi đây là một trong những thứ mà anh chị và các bạn đã thêm vào trong những cái cơ sở dữ liệu mà mình đã có để đưa ra quyết định đầu tư mua bán kinh doanh bất động sản thôi. Điểm đầu tiên mà Thắng ơi muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn đó là cái góc nhìn tổng quan về cái nền kinh tế Việt Nam mà đặc biệt là cái thị trường bất động sản Việt Nam nói riêng trong suốt một cái chiều dài lịch sử của chúng ta kể từ sau giải phóng năm 1975 năm 1975 thì thưa bên chị và các bạn là sau giải phóng miền Nam năm 1975 thì chúng ta gọi là Nam Bắc cùng gọi là 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 là, là thu về một mối là thành nước chúng ta có quốc gia Việt Nam hiện nay và kể từ năm 1975 đến năm 1985 tức là 10 năm đầu thì chúng ta là À, hình thành hoạt động các hoạt động kinh tế theo cái hướng đó là tập trung bao cấp và mọi thứ à, hoạt động kinh doanh đều do nhà nước đứng ra làm cái đầu mối và chúng ta làm chung ăn chung hưởng chung với các cái tài sản mà chúng ta làm ra theo hình thức là công điểm à, chấm điểm công điểm và à, nó đem lại một cái thứ tức là à, cái thời kỳ đó thì kinh tế của chúng ta đặc biệt là lĩnh vực thời điểm đó là nông nghiệp thì thực sự là không mấy phát triển vì cái việc không mấy phát triển như vậy nên đến năm 1986 thì chúng ta có cái gọi là cái cải cách dụng đất như cải cách dụng đất tức là chúng ta phân chia đất của ruộng đất về cho cá thể từng hộ gia đình và tự cách tìm cách để mà và mà, mà mà nâng cao cái năng suất cũng như là cải thiện cái 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 gọi là cái ruộng đồng của chính mỗi người và mỗi mỗi gia đình từ đó thì nó thúc đẩy được cái tư hiệu hóa riêng của mỗi 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 hộ gia đình của mỗi mỗi cá thể thì đã thúc đẩy cái năng suất lao động lên nhưng mà tuy vì vậy từ năm 1986 đến năm 1990 uh, 91 thì gần như là cái thị trường gọi là nhà đất của chúng ta thì nó có cái sự dịch chuyển theo cái hướng tức là theo tức là khi mà 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 dụng đất được giao thì họ thấy rằng là làm ăn và canh tác trên cái dụng đất thì càng ngày nó càng hiệu quả hơn do đó thì có cái khuynh hướng tức là gọi là tích lũy dụng đất để kinh doanh để làm và để thực tế là để có nhiều dụng đất hơn để có cái diện tích để làm thì những người có tiền trong giai đoạn này thì họ gần như là thâu tóm hoặc tích lũy nhiều dụng đất hơn nhiều 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 cái diện tích ruộng chủ yếu là giữa đất ruộng là chủ yếu để phục vụ cho cái mục đích gọi là canh tác để để tạo ra sản phẩm của cải thôi còn cái đất nhà ở thì chủ yếu là ở trong làng hoặc là trong một số các cái khu đô thị cơ bản thì nó cũng vẫn là những cái cái gọi là manh nha của cái câu chuyện hình thành cái thị trường bất động sản thôi nhưng mà chính thức thì chúng ta bắt đầu hình thành cái thị trường bất động sản là kể từ năm 1000 Thưa quý anh chị và các bạn, là chính thức thì chúng ta có cái số liệu ở đây là bắt đầu manh nha hình thành là năm 1987, tức là giống như chúng tôi vừa nói rất là cái cách ruộng đất và thực tế thì nó hình thành thì phải đến chính thức là năm 1993. Đây là cái thời điểm mà sau khi cái Quốc hội của của nước Việt Nam chúng ta thông qua cái luật đất đai đầu tiên và có cái pháp lệnh đó là pháp lệnh nhà ở. À, lúc này thì nó tạo ra cái khuôn khổ pháp lý ban đầu cho cái thị trường và cái quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở bắt đầu từ đây chúng ta bắt đầu có một cái thị trường sản phẩm mà liên quan đến lĩnh vực bất động sản và giống như một cái quy luật về chu kỳ thì thị trường bất động sản từ năm 1987 đến nay thì đã trải qua các cái giai đoạn phát triển tăng trưởng ổn định nóng sốt đóng băng và trầm lắng cũng như phục hồi và trở lại đến ngày hôm nay bây giờ chúng ta sẽ cùng anh chị và các bạn trải qua từng giai đoạn một cụ thể là cái giai đoạn đầu tiên đó là năm 1993 à, năm 1994 à, và nó đã diễn ra như thế nào thì là nó đã diễn ra trong cái bối cảnh là mới hình thành cái luật đất đai năm 1993 ra đời nên cho phép cái việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dễ dàng hơn đây được xem là cái thời kỳ khá là hoàng kim của tăng trưởng kinh tế GDP năm 1993 của Việt Nam thì tăng đến tận 8,1% và năm 1994 là tăng 8,8% và đỉnh điểm của, là của nó thì đến năm 1995 thì chúng ta tăng khoảng 9,5% thì tăng trưởng mạnh của GDP trong cái giai đoạn này tức là, là thúc đẩy một phần là tác động của luật đất đai một phần là cái tăng trưởng kinh tế tốt thì thúc đẩy cái việc là là, là 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 có nhu cầu về tích lũy dụng đất thì nó sẽ cao hơn và khiến không ít người tin tưởng vào một cái tương lai sáng lạng của nền kinh tế, do đó đã thúc đẩy giá nhà đất tăng mạnh trong hai cái năm đầu, đó là năm 1993, năm 1994. bốn à, đến tận gọi là thời điểm đỉnh điểm nhất của cái đợt tăng giá bất động sản nên là năm 1995 tức là năm mà có cái GDP tăng trưởng mạnh nhất giai đoạn giai đoạn giai đoạn 1993 1995. Sau đó thì khi mà thị trường của chúng ta tăng sau cái cơn sốt mạnh thị trường bất động sản Việt Nam bước vào cái giai đoạn gọi là đóng băng lần thứ nhất và cái lần đóng băng này thì anh chị và các bạn phải hiểu được, phải biết được, phải nắm được số liệu là giai đoạn đóng băng này chúng ta vì cái đoạn trước đó thì chúng ta hồ hởi phấn khởi về cái câu chuyện những thứ chúng tôi vừa chia sẻ dẫn đến giá nhà đất tăng lên gấp nhiều lần trong khoảng thời gian 93, 94, 95 tức là 3 năm thì tăng mạnh rất mạnh, rất rất rất, rất mạnh luôn hoàng kim của, của của GDP và hoàng kim của bất động sản luôn. Thì nó bước vào giai đoạn đóng băng kéo dài 4 năm, năm 95, 9, hết năm 95 thì bắt đầu bước sang 96, 97, 98, 99 thì tăng trong vòng 4 năm và bước vào giai đoạn đóng băng cũng 4 năm. Nguyên nhân là cái tình trạng này được cho là do cái chính sách vĩ mô và cái sự biến động của nền kinh tế. Biến động của nền kinh tế tức là đến một cái thời điểm tức là GDP thì nó đến đỉnh điểm là cao nhất năm 1995 như chúng ta vừa nói. Nó là nó tăng trưởng đến 9,5%. Thì sau đó thì nó bắt đầu đến cái giai đoạn là nó bớt tăng trưởng hơn, ít tăng trưởng hơn và có cái dấu hiệu của câu chuyện suy giảm nên thị trường là nó cũng tác động đến thị trường bất động sản và cái dư địa cái dư âm của cái luật đất đai nó cũng nhu cầu mua bán mọi là máu me thì cũng chậm lại Dần đến là câu chuyện thị trường chúng ta bước vào một cái giai đoạn đóng băng 4 năm. Tiếp sau đó thì cái giai đoạn đóng băng này kéo dài là hết năm 1999 thì chúng ta bắt đầu bước vào cái bước chuyển mình vào năm 2000 và xuất hiện một cái cơn sốt đất bất động sản lần thứ hai sau 4 năm trầm lắng cũng như là có những cái dấu hiệu của câu chuyện suy giảm thì chúng ta bước vào một cái đợt sốt nóng lần thứ hai đó là giai đoạn 2001 2002 và cơn sốt này xuất hiện cùng lúc với cái giai đoạn này cũng là một cái giai đoạn mà giá vàng tăng rất là cao rất là mạnh khi mà việc định giá kể cả cái việc thanh toán còn lấy vàng Đấy, giai đoạn này thì mua đất đai là tính bằng vàng ví dụ bao nhiêu cây vàng một miếng đất bao nhiêu bao nhiêu đấy thì trong cái cơn sốt này thì giá cả đã tăng khoảng 2,5 đến 3 lần trong vòng 2 năm tương đương với 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 một cái tốc độ tăng rất là mạnh luôn từ từ 50 phần trăm thậm chí là 60 phần trăm rất là cao luôn và cái giai đoạn này nó cũng là có nhiều lý do khác nữa chúng ta sẽ có thêm một vài cái phân tích thêm với anh chị và các bạn về cái giai đoạn 2000 À, giai đoạn thứ hai từ năm 2000 đến năm 2000 hay thực sự á thì nó là năm 2000 2001 2002 2001 2002 thì cái giai đoạn này á là một trong những cái giai đoạn mà 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 gần như là nó phục hồi từ cái giá gọi là suy giảm trước đó à, rồi bên cạnh đó nữa thì lại thêm vào cái câu chuyện nó là giá vàng tăng nó kéo theo giá bất động sản tăng chúng ta quy đổi thành vàng hết ví dụ như cái miếng đất nó là ba cây nhưng mà giá vàng ba cây trước ba cây của giai đoạn trước nó là ví dụ tôi lấy ví dụ thôi một cây vàng là ví dụ như 10 triệu chẳng hạn thì ba cây là 30 triệu nhưng mà do giá vàng nó tăng nên kéo theo sau này miếng đất nó cũng là gọi là ba cây vàng một miếng đất thì giá vàng nó tăng thì giá đất nó tăng đó là giai đoạn mà là hai nghìn hai nghìn lẻ một hai nghìn hai thực ra là nó là chủ yếu là năm 2001, 2002 và chúng ta sau cái giai đoạn này thì giá vàng của chúng ta thì chúng ta sẽ có biểu đồ giá vàng hiển thị trên màn hình của anh chị và các bạn à, của cả cái chu kỳ dài thì chúng ta sẽ cũng có thêm một cái góc độ đánh giá và nhận định thêm chúng ta bước vào cái giai đoạn 2003, 2005, 2003, 2005 là là một trong những cái giai đoạn mà chúng ta phải thấy được rằng là trong những năm mà 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 thực sự mà nói á, thì Thực sự mà nói thì chính phủ cũng không muốn cái câu chuyện là giá đất nhà tăng nhanh như thế nên dẫn đến câu chuyện là giai đoạn đóng băng lần thứ ba à, lần, à, lần thứ hai kéo dài từ năm 2003 đến năm 2006. Đầu tiên là cái giai đoạn đóng băng lần thứ nhất là 95 99. chín à, giai đoạn lần thứ thứ hai là trong dài 3 năm 2003 2006. Và sau cái cơn sốt lần thứ hai thì chính phủ can thiệp. Lý do chính là do chính phủ can thiệp bằng cái luật đất đai năm 2003 và cái nghị định 181. Thì theo đó thì có một số cái thay đổi trong đó thì có cái việc cái tình trạng là um, phân lô bán nền sẽ bị chấm dứt mà chúng ta thay đổi trong luật là sẽ can thiệp cái câu chuyện phân lô bán nền và can thiệp này chính phủ đã giúp thị trường nhà đất hạ nhiệt theo cái số liệu thống kê thì năm 2003 thì giao dịch địa ốc thành công giảm khoảng 28% năm 2004 thì giảm đến 56% và giao năm 2005 thì giảm 78% đây là cái góc không phải là giá giảm mà là cái số giao dịch của những cái năm này thì nó suy giảm cách trầm trọng gần như là nó chuyển đến cái trạng thái gần như không có giao dịch vào năm 2005 à, cái thời điểm tháng 3 năm 2007 khi mà chứng khoán qua cái đỉnh dốc sang bên kia một cái lượng vốn không nhỏ từ đây đã chuyển sang cái thị trường bất động sản khiến cho cái, cái 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 thị trường bước vào cái cơn sốt lần thứ ba đó là năm 2007 năm 2008 đây là cái cơn sốt từ chứng khoán mà thúc đẩy thị trường bất động sản và đây cũng là một trong những cái cơn sốt bong bóng đạt đỉnh vào năm 2000 lẻ vào, vào vào đỉnh vào năm 2007 tập trung vào các cái phân khúc đó là cái căn hộ cao cấp và biệt thự. Nguyên nhân thì được giới phân tích chỉ ra là chủ yếu là do cái lạm phát tăng rất là cao trong cái giai đoạn này. Anh chị và các bạn đã từng sống qua cái giai đoạn này thì sẽ biết được là có những có những năm tăng lạm phát tăng tới 19,89% tức là gần như là gần 20% lạm phát đồng thời thì cái lãi suất vay ngân hàng là rất cao lên nhiều bạn thậm chí lên tới tận 23 đến 24% trăm à, cho cái lãi suất và gọi là vay của ngân hàng cùng với đó là cái cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính chúng ta bước vào một cái giai đoạn là giai đoạn gọi là thị trường bất động sản suy giảm lần thứ ba trong cái lịch sử mấy chục năm của Việt Nam mình đó là giai đoạn 2010 2013 thì cái thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng lần thứ ba và cái thời điểm đó thì lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết là cái thị trường bất động sản rơi vào tình trạng khá là trầm lắng đóng băng do cái giai đoạn 2009 2010 thì nguồn vốn tín dụng đổ vào thị trường bất động sản là quá lớn giai đoạn này là một trong những giai đoạn mà mở thêm khá là nhiều ngân hàng đấy thị trường vốn vào những các công ty con và đến ngày hôm nay chúng ta biết có những cái sự vụ sự vụ và liên quan đến sự hệ thống ngân hàng chủ yếu liên quan đến bất động sản là cũng là do cái nguyên cớ của cái giai đoạn 2009 2010 nguồn vốn tín tín dụng thì thì lớn lắm và có quá nhiều cái dự án nhà ở được cấp phép đầu tư trong cái giai đoạn này nhà ở cấp phép đầu tư là một chuyện cấp phép để mà 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 được phép làm ngân hàng cái giai đoạn này cũng là giai đoạn rất là mạnh mẽ thì đồng thời giai đoạn 2011 2013 thì đầu tư kinh doanh bất động sản á, thì được coi là cái lĩnh vực gọi là phi sản xuất tức là chúng ta lại có một cái trào lưu hiện nay chúng ta đang có cái dấu hiệu của câu chuyện đó, đó là coi bất động sản là phi sản xuất và khi coi bất động sản là phi sản xuất nên các ngân hàng đã bắt đầu có những cái dấu hiệu đó là siết chặt cái nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ngay lập tức thị trường lại rơi vào cái tình trạng trầm lắng tức là chúng ta với câu chuyện đó là giống như một cái dòng nước mà hiện nay nó đang cháy rất là mạnh thì tự nhiên thì chúng ta thay đổi với cách nghĩ và cách nhìn về cái dòng nước đó chúng ta tiết cung tiết tiết cái nhu cầu tiết cái 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 khả năng cháy của nó lại thì đang cho vay rất là mạnh các ngân hàng mở mới rất là nhiều thậm chí giai đoạn này chính phủ cho mở mới rất là nhiều các ngân hàng trong cái giai đoạn này thì thì thì, thì, thì ngân hàng mở mới thì lĩnh vực chính chủ chốt của các ngân hàng thì, 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 thì kinh doanh sản xuất chúng ta cũng chưa nhiều thực sự chưa nhiều lắm trong giai đoạn này chúng ta bơm hết vào thị trường bất động sản và đang cho vay mạnh như thế mà tự dưng chúng ta lại đánh giá lại thị trường bất động sản là phi sản xuất không phải là cái cái kênh để mà hút vốn và sản xuất nên chúng ta đã thay đổi cái cách nhìn dẫn đến chúng ta siết cái nguồn cung siết cái nguồn nhu cầu uh, vay dẫn đến là cái thị trường đưa đi vào cái giai đoạn nó là trầm lắng và giai đoạn từ đầu năm 2000 uh, 2011 2013 là một trong những cái giai đoạn mà chúng ta thực hiện những cái chính sách sau cái cơn sốt uh, 2009 2010 thì chúng ta siết siết 11 13 siết khá là mạnh và đoạn này là đoạn mà nhiều anh chị và các bạn thấy rằng là, là, là thị trường đổ vỡ là cụ số liệu cụ thể thì, thì 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 chúng tôi cũng chưa thu thập được chính xác nhưng mà giai đoạn này là một trong giai đoạn thị trường có những khu vực giảm rất là sâu anh chị và các bạn thậm chí là giảm một nửa số giá một nửa giá chắc là anh chị và các bạn luôn thì bước vào giai đoạn tiếp theo sau giai đoạn trầm lắng đến tận cuối năm 2012 đầu 2013 và nửa 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 cuối năm 2013 tức là chúng ta bước vào ba cái năm 2011 12 13 3 năm suy giảm chỉ trong 3 năm thôi thị trường bét là nhẹ luôn nhiều cái gọi là thay da, đổi thịt thay máu đổi đổi vận bước xong 2014 đến nay thì thị trường bất động sản tan băng của giai đoạn trước đó và có xu hướng đi lên tương đối mạnh mẽ sau cái thời gian trầm lắng kéo dài Và năm 2018 từ 2014 15 16 17 18 tức là chúng ta có 4 năm tăng trưởng của thị trường bất động sản giai đoạn vừa qua thì chúng ta thấy rồi Uh, tăng rất mạnh, tăng khá là nhiều. Lý do thì có rất nhiều lý do. Lý do chủ yếu của chúng tôi đưa ra để đánh giá cả một cái xu hướng dài như vậy đến chị các bạn thấy được là 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 chủ yếu là do giai đoạn trước đó thì giảm khá là sâu uh, của thị trường bất động sản nên nó hồi phục trở lại, tan băng và hồi phục trở lại. Cộng với câu chuyện là giai đoạn vừa qua thì chúng ta tái cấu trúc các ngân hàng, tái cấu trúc các cái nợ xấu của các ngân hàng liên quan đến bất động sản, chúng ta hà hơi thổi ngạt đem các cái các cái gọi là các cái món vay về bất động sản mà bị 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 nợ xấu thì chúng ta đưa về cái VAMC để cầm giữ ở bên đó và kết hợp vào cái câu chuyện đó nữa thì chúng ta thấy được là chúng ta phải thấy được một câu chuyện là do cái kinh tế thế giới nó cũng thực sự là đã phục hồi một cách rõ nét từ năm 2009 cơ, nhưng mà chúng ta thì gọi là đi sau cái đi cái tính chất mở cửa của chúng ta giai đoạn đó thì chưa nhiều. dẫn đến, đến chúng ta sau đó thì chúng ta thấy thế giới gọi là phục hồi sau cuối khủng hoảng năm 2008 2009 phục hồi một cách rõ nét thì chúng ta cũng đi được hưởng lợi theo và rõ ràng là cái giai đoạn 24 2018 thì chúng ta hoàn toàn đi theo cái chu kỳ gọi là tăng trưởng kinh tế của toàn cầu và tăng trưởng kinh tế toàn cầu đặc biệt là tăng trưởng kinh tế toàn cầu của Mỹ thì cái giai đoạn 2014 2018 cũng là một trong những cái giai đoạn gọi là bùng nổ về tăng trưởng dẫn đến là là, là chúng ta nhìn dễ thôi dễ qua thị trường chứng khoán Mỹ chúng ta biết được chuyện đó thì đến năm 2018 là kéo dài 4 năm của phục hồi của bất động sản Việt Nam và cái nguyên nhân là do ngay từ đầu năm 2013 thì chính phủ đã xác định vấn đề cốt lõi là là để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đang trầm lắng trong cái giai đoạn 11, 11, 13 và khắc phục được cái sự lệch pha của cung cầu điều chỉnh cái cơ cấu hàng hóa hợp lý hơn. Đó là về cái chuyên về cái chuyên mục bất động sản là như vậy. Nhưng chúng tôi đã nói thêm với anh chị và các bạn vài ý vừa qua rồi. Thì thị trường cơ bản ổn định đến đến lên khoảng tầm hết năm 2018, đầu 2018 thì đang có những có ừ. những cái dấu hiệu của câu chuyện thị trường có những vấn đề và nửa cuối năm 2017 thì chúng ta nếu những người tinh ý đã nhận ra câu chuyện đó rồi trong nhiều video trước đó thì tháng người đã trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn anh chị của bạn có thể xem lại những cái cảnh báo trước đó của chúng tôi đầu năm 2018 à, cũng có mà sang 2019 thì cảnh báo nhiều hơn với anh chị của bạn thì thị trường của chúng ta bước qua 2 năm 2018, 2019, 2018, 2019 à, và rất có thể sẽ kéo dài sang năm 2020. Nhưng nếu như tính theo các cái chu kỳ suy giảm của thị trường bất động sản trung bình thì những cái chu kỳ suy giảm nó kéo dài từ 20 36 tháng tới, uh, à sorry anh chị các bạn, 24-26 là 30 đến 36 tháng 2 năm rưỡi tới 3 năm, Và đặc biệt là thường thì khoảng tầm 3 năm thì bắt đầu nó hồi phục trở lại Do đó thì nửa cuối năm 2020 là chúng ta cũng có thể bắt đầu Tức là giai đoạn khoảng tầm tháng 6 chúng ta bắt đầu quan sát thị trường bất động sản xem nó tiến triển như thế nào Thì chúng ta có thể đánh giá được cái giai đoạn 2021, 22, 23, 24 là rất có thể đó là một cái chu kỳ mới của thị trường bất động sản. Và nguyên nhân thì chúng tôi có thể đoán đồn đoán được một số vấn đề có thể xảy ra trong năm 2020. Nếu như trong năm 2020 mà thị trường bất động sản có nhiều vấn đề khó khăn hơn nữa, thì chúng ta sẽ rất dễ sẽ có cái câu chuyện là thông qua cái luật đất đai mới. Đây cũng là một cái nguyên nhân rất là chủ chốt đóng vai trò rất quan trọng trong một cái xu hướng chu kỳ của thị trường bất động sản giai đoạn tức là sau khi chúng ta bị trầm lắng giai đoạn 20. 8, 29, 2020 thì trong năm 2010 nếu duyệt được cái luật đất đai mới thì chúng ta sẽ có chu kỳ 2021, 22, 23, 24 là những chu kỳ thị trường sẽ nóng ấm và tăng trở lại, đặc biệt là tăng mạnh vào năm 2023, 24, 22, 23, thậm chí là 24 thì chúng ta sẽ tùy theo tình hình thực tế để có thể cân nhắc và cân chỉnh xem là thị trường nó như thế nào đó là toàn bộ các cái dữ liệu của thị trường bất động sản cho, của chúng ta kể từ năm 1990 tới nay thực ra thì từ năm 86 nhưng chúng tôi thì giai đoạn 86 mà 90 ấy, thì nó mới manh nha hình thành thôi chính thức thì nó hình thành rõ nét nhất là năm 93 chúng ta tính là năm 90 đến nay thì chúng ta bước qua đúng tròn 30 năm thị trường bất động sản Việt Nam qua những cái chu kỳ bất động sản của chúng ta như thế thì mỗi lần tăng giá thị trường bất động sản nó đều có nguyên nhân của nó và mỗi lần giảm giá nó đều có nguyên nhân giai đoạn suy giảm thị trường của chúng ta thì không khó anh chị và các bạn thấy là có những cái thông tư liên quan đến vấn đề là kìm chế uh, nguồn tín dụng vào bất động sản do chính phủ lo ngại sau 4 năm tăng tăng của thị trường bất động sản 2014 2018 đầu 2018 tức là 2014, 15 16 17 đến đầu 2018 thì kìm chế bằng việc là nắm ròng cái dòng vốn uh, của tín dụng bất bảo bất động sản cũng như là chúng ta có những cái quy định về luật đất đai liên quan đến những cái quy định về cái câu chuyện gọi là, là, sang tên uh, mua bán bất động sản ở một số khu vực nhạy cảm ví dụ như là Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc nên nó dẫn đến tình trạng thị trường có những cái dấu hiệu câu chuyện suy giảm trong giai đoạn vừa qua nhưng giai đoạn này thì khi mà mọi thứ báo đài nó đang là tùm lum lên rồi nào bắt bớ vụ chỗ này chỗ kia bắt uh, nguyễn thái luyện alibaba rồi bê bối coco bay rồi như nghe đâu gần đây thì có hưng thịnh do mấy cái đơn vị nào đó là chúng tôi cũng không tiện không muốn là nêu tên quá nhiều những các đơn vị hiện nay đang gặp rắc rối bê bối về thị trường bất động sản thì chúng ta thấy rằng là khi báo chí nói quá nhiều về nó thì có thể chúng ta có thể bắt đầu quan sát, xem xét và đánh giá lại thị trường bất động sản như chúng tôi vừa đánh giá, như cho anh chị và các bạn một cái góc nhìn tổng quan như thế thì anh chị và các bạn uh, hoàn toàn có thể canh và cân nhắc, uh, xem xét lại cái giai đoạn của thị trường của chúng ta, bây giờ của chúng ta nửa cuối năm 2020 thì lúc đó thì chúng tôi sẽ có những cập nhật nhiều hơn nữa tại những thời điểm mà khi mà có cái sự tích cực của thị trường thì chúng tôi sẽ có cập nhật nhiều hơn và từ đó thì chúng ta có thể suy ra được là cái thị trường chứng khoán của chúng ta cũng bị ảnh hưởng của cái đợt suy giảm năm 2018, 2019 thì sang năm 2020 rất có thể thị trường chứng khoán sẽ tạo đáy trước nếu như những cái thứ chúng tôi dự báo mà nó đúng tức là khả năng cái việc luật đất đai nó sẽ thông qua thì chắc chắn là nó sẽ tác động tốt tới thị trường bất động sản trong cái giai đoạn nửa cuối năm 2020 thì đầu 2020 thì là bất chứng khoán nó sẽ tăng nó sẽ tăng thì từ cái chuyện chứng khoán tăng thì chúng tôi sẽ cập nhật sang thị trường bất động sản hoặc là từ cái dự báo bất động sản chúng ta có thể nhìn ngược lại thị trường chứng khoán trước đó 6 tháng đến một đến khoảng tầm 8 tháng thì thì thì, thì có thể là đáy thị trường chứng khoán hiện nay nó có thể đang tạo gần gần đây rồi. Nếu như chúng tôi sẽ đoán đúng thì nó như vậy thì bắt đầu sang năm 2020 thì chứng khoán nó sẽ tăng trở lại. Nó sẽ tăng trở lại sau 2 năm trầm lắng của nó, 24 tháng. Chứng khoán thì thường là, là dịch chuyển từ 18 đến 24 tháng suy giảm. Thì kế ra thì nó hiện nay thì suy giảm từ từ, từ 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 tháng 4 năm 2018 đến nay thì chúng ta thấy nó, nó đã trải dài kéo dài là khoảng đâu đó là bao nhiêu anh chị bạn là 20 tháng rồi. 20 tháng gần 20 tháng rồi. thì chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đủ 24 tháng thôi 18 đến 24 tháng thì thì chứng khoán nó tạo đáy trước chứng khoán nó tạo đáy trước bởi vì sao nó lại tạo đáy trước bởi vì nó cũng dự báo như chúng tôi chính những cái kỳ vọng của thị trường chứng khoán chính là dự báo của cái tương lai tốt đẹp của cái thị trường thực mà thị trường thực thì nó nó đến từ đâu? Nó đến từ bất động sản. Nó đến từ bất động sản lý do tại sao? Là bởi vì hiện nay thì nền kinh tế chủ lực của Việt Nam mình á thì ngoài cái lĩnh vực bất động sản ra thì nó kéo theo các lĩnh vực liên quan đến nguyên vật liệu phục vụ cho bất động sản như là sắt thép, xi măng, gạch ngói rồi các vấn đề liên quan đến cái thị trường bất động sản. À, thị trường gọi là cái phần cho thuê cái văn phòng bất động sản cũng là bất động sản cả và từ đó nó sẽ, sẽ 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 cho góc nhìn tất nhiên là ở cái góc nhìn đấy nhá chi, chi tiết hơn thì chúng tôi cũng khá nhiều video để cung cấp anh chị và các bạn rồi nhưng mà hy vọng rằng là cái video này thì cung cấp một cái tổng quan hơn cái 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 cái, 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 cái tổng quát hơn thì để anh chị và các bạn có thể vẽ được cái biểu đồ giống như cái biểu đồ mà ở đầu video chúng tôi đưa cho anh chị và các bạn thì anh chị và các bạn có thể nghe lại tất cả những thứ chúng tôi gọi là tua đi tua lại những cái thứ chúng tôi vừa cung cấp đây là những cái số liệu chúng tôi tham khảo trên thị trường à, uh, cũng như là đã có một vài video nói về cái vấn đề này rồi tuy vậy thì giai đoạn đó thì số lượng người trên kênh nó còn ít và cái khả năng tiếp cận của anh chị và các bạn nó còn hạn chế do đó thì chúng tôi trao đổi lại bằng video này kéo dài khoảng 25 phút thì hy vọng nó đem lại những cái hiệu ích nhất định cho anh chị và các bạn góc nhìn tổng quan về thị trường và đó là một cái giá trị tham khảo rất tốt cho anh chị và các bạn cảm ơn anh chị các bạn đã dành ra 25 phút để nghe hết video này để ủng hộ thắng ơi và đừng quên nếu cảm thấy video này là hữu ích thì anh chị và các bạn vui lòng uh, cho một cái like uh, chia sẻ video cho mọi người cùng biết thì càng tốt nhớ là nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký thắng ơi uh, vào cái phần gọi là kênh uh, vlog của thắng ơi để đăng ký để tiếp tục theo dõi cái tình hình chúng tôi cập nhật trong thời gian tới và đồng cảm với những suy nghĩ của thắng ơi thì hãy đăng ký vào cái đường link ở để phía dưới phần mô tả nội dung để đăng ký sử dụng nón thắng ơi cùng tham gia cái cộng đồng thắng ơi tv và cùng sử dụng những cái nón mà thắng ơi tv hiện nay đang gọi là muốn gửi tới anh chị và các bạn như một cái kỷ niệm về cái câu chuyện cùng nhau học hỏi chia sẻ các lĩnh vực liên quan đến đầu tư kinh doanh và đặc biệt các lĩnh vực liên quan đến đầu tư bất động sản và chứng khoán cũng như là những cái chia sẻ của chúng tôi về các cái kỹ năng trong các hoạt động làm ăn kinh doanh ngoài đời thực à, tài chính, kinh doanh và đầu tư là những lĩnh vực chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn rất là nhiều trong thời gian sắp tới. À, chúc anh chị và các bạn có một cái buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui, hạnh phúc cũng như là có nhiều cái, cái 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 kết quả đầu tư kinh doanh tốt trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Xin chào, tạm ái chào, hẹn gặp lại.